Thoái hóa khớp là bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến sụn. Sụn là mô trơn bao bọc các đầu xương của khớp. Sụn khỏe mạnh cho phép các xương trượt qua nhau, đồng thời giúp làm giảm sốc vận động. Khi bị thoái hóa khớp, lớp trên của sụn bị vỡ và mòn đi, khiến cho các xương dưới sụn cọ sát vào nhau. Việc cọ sát này gây đau, sưng và mất khả năng cử động khớp. Theo thời gian, các gai xương cũng có thể phát triển trên các cạnh khớp, các mảnh xương hoặc sụn có thể chóc ra và trôi nổi bên trong khoảng cách giữa hai đầu xương, gây đau đớn và thương tổn nhiều hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, mục tiêu điều trị của bệnh thoái hóa khớp bao gồm các mục tiêu chính: giảm đau, làm chậm quá trình lão hóa, giữ gìn, duy trì chức năng vận động của khớp, đảm bảo cuộc sống năng động và độc lập. Có một thực tế là có rất nhiều người vừa bị đau khớp, vừa bị tiểu đường hoặc tim mạch, huyết áp. Bệnh tiểu đường cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới biến chứng viêm khớp, thoái hóa khớp. Ngược lại, nhiều bệnh nhân bị viêm khớp, thoái hóa khớp có xu hướng lạm dụng một số thuốc dẫn tới tác dụng phụ ảnh hưởng cho tim mạch, thận, tiểu đường, v.v. Trong nhiều thập niên qua, việc điều trị thoái hóa xương khớp chủ yếu là dùng thuốc kháng viêm giảm đau nhằm mục đích cắt cơn đau, giảm viêm mà không cải thiện được tình trạng bệnh lý của sụn khớp bị hư hỏng. Có thể kể đến nhóm ức chế chọn lọc cốc 2 có thể gây viêm thận, suy thận và gia tăng các biến cố tim mạch cho người có tiền sử bệnh này. Nhóm thuốc tiêm corticoid cải thiện triệu chứng nhanh chóng nhưng dùng kéo dài có thể gây tổn thương, thoái hóa sụn khớp hoặc biến chứng tại chỗ. Tiêm chất nhờn acid hyaluronic HA giúp bảo vệ bôi trơn và chống sốc cho khớp nhưng lại cho hiệu quả không ổn định và không tái tạo được sụn khớp. Hiện nay có một chất đặc biệt được chứng minh có khả năng tương tác tốt lên bệnh lý của sụn khớp mà không có tác dụng phụ là glucosamine. Trong đó, glucosamine sulfat có hiệu quả cao nhất và dạng glucosamine sulfat biệt dược gốc là Viagen-S của tập đoàn Rotapharm Ý. Glucosamine là một amino monosaccharide có trong mọi mô của cơ thể con người. Glucosamine được cơ thể dùng để sản xuất ra các proteoglycan. Lúc này, glucosamine sulfat ngoại sinh là nguồn cung cấp tốt nhất cho sự sinh tổng hợp của các proteoglycan. Người ta thấy glucosamine sulfat có áp lực đặc biệt đối với các mô sụn. Nó còn giúp ức chế các men sinh học như streamelicin và collagenase gây phá hủy sụn khớp. Viatrinase thì nó là một cái bản cái thành phần của nó là gồm có glucosamine sulfat dạng tinh thể. Cái dạng này thì nó hấp thu tương đối tốt vào cơ thể. Và theo như là các cái nghiên cứu thì người ta cho rằng nó cũng có tác dụng làm tăng tái tạo sụn khớp và giảm quá trình hủy khớp bằng cách là ức chế một số các cái cytokine làm cho giảm cái quá trình hủy sụn khớp đấy. Thế thì cái bản chất của nó thì nó là glucosamine nhưng ở cái dạng của nó dạng tinh thể và dạng hấp thu tốt. Cho nên là với sử dụng cái này thì người ta nói rằng nó hấp thu nó tốt hơn những cái loại glucosamine mà ở thực phẩm chức năng khác. Thế và hiệu quả thì nó cũng có tác dụng giảm đau và có quá trình ức chế hủy sụn thì cũng đã được chứng minh. Một số các cái nghiên cứu trước đây thì người ta đã thấy rằng khi người ta cho bệnh nhân được uống glucosamine sulfat trong 1-2-3 năm thì người ta chụp lại cái khớp và người ta thấy rằng cái khe khớp nó rộng ra. Thì đấy là những cái nghiên cứu mà tôi được biết, thì tôi cũng như những nhiều nghiên cứu người ta chứng minh là tốt. Nhiều thử nghiệm của glucosamine sulfat biệt dược gốc Viagen-S cho thấy Viagen-S cải thiện triệu chứng giảm đau tương đương với thuốc giảm đau không steroid trong thời gian ngắn và càng vượt trội hẳn nếu uống thuốc thời gian càng dài. Viagen-S sử dụng hiệu quả đối với các bệnh thoái hóa xương khớp, thoái hóa nguyên phát và thứ phát như khớp gối, háng tay, cột sống, vai, viêm quanh khớp, loãng xương, gãy xương, teo khớp, viêm khớp mãn và cấp. Viagen-S sử dụng an toàn đối với bệnh nhân bị tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Với những bệnh nhân tuân thủ các phác đồ điều trị dùng Viagen-S lâu dài, mang lại lợi ích kinh tế vì tính an toàn và hiệu quả của nó được phát huy. Bệnh xương khớp đang là vấn đề lớn của thế giới vì nó có thể làm người bệnh tàn phế, suy giảm sức lao động của toàn xã hội. Vì vậy, việc tìm ra các loại thuốc nhằm giúp bệnh nhân khớp phục hồi lại sức khỏe cộng đồng là những cống hiến quý báu. Trong đó, Viagen-S là một trong những thành tựu như vậy.